Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài học Phonics Review Long A and the Story Supermise Unit 7 I'm Hungry. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến câu chuyện. Nào các em cùng đọc nhé. Winter. Winter. Case. Case. Her, her, old, old, new, new, look, look, carrot, carrots, sausage, sausages, apple, apples, cake, cakes, ice cream, chip, chips, dinner, dinner, tonight, tonight. Các em lưu ý là trong những từ vựng về đồ ăn thì chúng ta sẽ có từ ice cream là kem, nó sẽ không có S vì kem là chất lỏng, không đếm được cho nên danh từ sẽ không có S. Các em lưu ý là từ sausage khi mà mình thêm S vào thì mình sẽ đọc là sausages. Phần tiếp theo là phần cấu trúc. Trong sách Phonics thì chúng ta sẽ học những cấu trúc liên quan đến câu chuyện. Chúng ta có 4 cấu trúc. Nào các em cùng đọc nhé. It is winter. It is winter. Kate and her dad skate on the lake. Kate and her dad skate on the lake. Your name is on the cave too. Your name is on the cave too. Case, skase. Case, skase. Các em lưu ý là the two có nghĩa là cũng, mình sẽ dịch từ cũng ở phía trên nhé. Ví dụ your name is on the cave too thì mình sẽ dịch là tên của bạn cũng ở trên hang động, chứ mình không nói là tên của bạn ở trên hang động cũng. Và từ Kate là bạn Kate thì của Kate mình sẽ có phẩy S, mình đọc là case. Và đôi giày thì nó sẽ có S vì nó có hai chiếc, cho nên mình sẽ đọc là skates. Như vậy câu đôi giày trượt của Kate mình sẽ có 3 âm s. Case, skates. Phần tiếp theo trong sách Supermice thì chúng ta sẽ học hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bạn thích ăn đồ ăn gì, và câu hỏi số 2 là bạn không thích đồ ăn gì. Nào các em cùng đọc nhé. What food do you like? What food do you like? I like ice cream. I like ice cream. What food don't you like? What food don't you like? I don't like carrots. I don't like carrots. I'm hungry. I'm hungry. Bài tập ở nhà các em hãy học cấu trúc và từ vựng, copy từ vựng cấu trúc 3 dòng và làm bài tập trên giấy của thầy giao. Chào tạm biệt các em.